Lại một đồng coin mới. Có vẻ như là Loopy Wallet đã scam được một lượt và bây giờ bắt đầu thêm một lượt mới rồi. Các bạn hãy để ý nhé. Mình sẽ tra cái lịch sử tên miền JamiSwap này. Đây, nãy mình tìm rồi đây. Thì các bạn để ý là hai cái địa chỉ đăng ký tên miền này nó là đều giống nhau. Của Loopy Wallet và của cái coin mới này là đều như nhau, có nghĩa là nó vẫn là cùng một người. Và bên Loopy thì đã scam được một lần rồi, chắc là đi được một lượt rồi. Và bây giờ trong các nhóm đấy họ đã chuyển đổi nội dung để nhảy sang con mới. Và đây chính là con mới của họ. Đăng ký tên miền vào ngày 26 tháng 3. Ok, các bạn chú ý theo dõi con này nhé. Twitter của nó thì được mua, đây chắc chắn là mua lại rồi, vì là tham gia vào năm 2020 và bài viết mới nhất là vào tháng 3 gần đây. Đây, bài viết mới nhất là ngày 25 tháng 3. Đó. Nó còn thiếu khoản tích xanh. Đấy. Bên này cái Twitter này thì vẫn đang thiếu tích xanh. Vài hôm nữa mà có tích xanh thì nó sẽ bắt đầu lại đi scam ấy. Các bạn chú ý nhé. Trước khi đầu tư vào con JamiSwap này, các bạn nên tìm hiểu trước. Đấy, hiện tại nó đang vẫn rất là sơ sài. Những cái icon dưới này là không click vào được. Chỗ này thì chỉ liên kết với các sàn thôi, chỉ gắn link các sàn vào thôi. Cộng đồng Tele đã đẩy được 12.000 mem rồi, nhanh này. 26 tháng 3 tính đến bây giờ là khoảng gần 2 tuần mà được lên 12.000 mem thì chỉ có mua bút ảo. Và hiện tại nó đang mở bài IDO. Đấy. Thì những người không biết thì người ta sẽ vào đây và mua hàng trước. Đấy. Giá thì là một BNB bằng 3.600 GMI. Bọn này khôn lắm. Anh em chú ý nha, cẩn thận nha. Đừng xuống tiền với con này nha. Vì con này nó cùng một chủ với Loopy Wallet. Mà con đấy nó đã scam rồi thì con này không có cơ sở nào để chúng ta có thể tin tưởng được cả. Anh em chú ý cân nhắc nhé. Mình xin kết thúc video tại đây.